Cũng trong sáng nay, thị xã Kiến Tường đã tiến hành gỡ bỏ một số chốt phụ trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và buôn bán trong phạm vi quy định. Đa số người dân tỏ ra phấn khởi khi dịch bệnh có chiều hướng giảm, địa phương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, giữ vững vùng xanh, vùng an toàn. Xuống cái chỉ thị 15, phải nói là bà con rất là phấn khởi. Tuy nhiên, khu phố cũng đi phát loa vận động cho bà con là mặc dù áp dụng chỉ thị 15, bà con được đi ra đường nhưng mà phải tuyệt đối áp dụng cái 5K và giữ các khoảng cách khi giao tiếp với lại các người. Nói chung tinh thần bà con là rất là phấn khởi. Một số cửa hàng dịch vụ ăn uống giải khát cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng chỉ bán mang về. Nhiều người dân cũng đã ra ngoài đi mua sắm một số nhu yếu phẩm cần thiết sau thời gian dài giãn cách. Đa số người dân đều tuân thủ nguyên tắc 5K, hạn chế tối đa tiếp xúc. Tuy nhiên, thị xã vẫn tiếp tục duy trì hoạt động các trạm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các vị trí ra vào giữa các địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch.